Hoa Lan Quang Minh xin chào các bạn. Mình xin giới thiệu với các bạn, đây là hồ điệp con mới về. Giá thành của nó là 35.000 một chậu. Màu là xấu số nha các bạn. Màu là xấu số, mình không biết màu. 35.000 một cây. Nếu mà các bạn mua hồ điệp không á thì mình ship một lần ship là 5 cây. Còn nếu như các bạn mua 1-2 cây thì mình có thể mua kèm theo những sản phẩm khác. Số điện thoại bên mình là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng Vườn Lan của mình ở phường 4, Tuyến Tránh, thành phố Tân An, Long An. Lô hồ điệp ngày hôm nay là mình đang quay ngày 25 tháng 2 2018. Khi mua hàng các bạn vui lòng nói ngày giùm mình. Hồ điệp này màu xấu số, 35.000 một cây, ship một lần là từ 5 cây. Còn nếu mình mua 1-2 cây mình có thể mua kèm thêm những sản phẩm khác ha các bạn. Số điện thoại bên mình là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng Vườn Lan của mình ở phường 4, Tuyến Tránh, thành phố Tân An, Long An. Và hôm nay Hoa Lan Quang Minh xin chia sẻ với các bạn cách trồng hồ điệp con mới mua về, kèm theo chế độ chăm sóc, phân thuốc. Ở đây là mình chỉ chia sẻ cái kinh nghiệm bên mình thường hay làm thôi ha các bạn. Rồi, giờ trồng cái cây hồ điệp này vô chậu đi. Đầu tiên là các bạn sẽ lột bỏ cái chậu mũ trắng ra. Rồi, chỗ nào cái rong biển mà nó còn trắng, còn đẹp đó các bạn. Các bạn thấy chỗ nào cái rong biển còn trắng, còn đẹp như thế này thì mình giữ lại. Chỗ nào mà nó đã xanh như thế này mình có thể lột bỏ bớt, lột bỏ bớt cái lớp xanh đó. Rễ nào đẹp mình giữ nguyên, rễ nào hư thì mình sẽ bỏ đi. Và cái chất liệu bên mình trồng á là mình trồng bằng đất nung thôi các bạn. Bởi vì người ta trồng bằng rong biển á, thì người ta trồng ở trong nhà kính có máy xử lý nhiệt độ. Còn mình ở đây là mình trồng ở điều kiện bên ngoài, cho nên là các bạn trồng bằng đất nung. Nếu ở chỗ nào mà các bạn không có đất nung, các bạn có thể thay thế bằng than. Và than thì các bạn nhớ là mình phải rửa nước mặn đi trước khi trồng. Còn đất nung này mình xài rất là tiện lợi, không phải ngâm mặn. Và chất liệu nó cũng nhẹ các bạn. Khi mà cỏ nó lên mình rất là dễ nhổ cỏ. Và khi cần thay chậu thì cũng rất là dễ thay chậu. Và cái đất nung này bên mình đang bán ra giá thành là 15.000 một ký. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành trồng cái hồ điệp này ha các bạn. Trồng cái hồ điệp bằng đất nung này thì mình trồng rất là thoải mái. Các bạn cứ mỗi ngày và mỗi buổi sáng khi nắng vừa lên đó, các bạn tưới đẫm đó. Và nếu cây... Rồi. Các bạn trồng như thế nào đó mà cái ngay cái gốc hồ điệp này nè các bạn, nó phải nổi lên trên mặt chậu, các bạn không có được lấy đất nung lấp mất nó nha. Còn nếu như mà bạn nào mà lột hết cái rong biển nó luôn á, rồi mình đặt vô trong chậu đất nung này cũng vẫn được. Một lát nữa mình sẽ lấy lại một ít cái rong biển đó, hoặc là mình sử dụng cái mới. Mình rải lên trên cái bề mặt của đất nung á, các bạn rải một lớp mỏng thôi để mà giữ ẩm. Đó, các bạn thấy mình trồng như thế nào mà cái ngay cái gốc gốc của hồ điệp á, nó nổi lên ngay bề mặt chậu như vậy đó. Không có lắp mất nó ha các bạn. Cái chậu mà mình đang sử dụng này là chậu phi 14 đó các bạn. Các bạn có thể trồng chậu phi 16 cũng được đó. Các bạn đừng có lắp mất cái gốc chỗ này của nó là ok. Rồi, bây giờ mình tư vấn các bạn xịt thuốc. Khi mà mình mới trồng vô á, thì bây giờ có hai cách. Thứ nhất là các bạn sẽ xịt bằng chế phẩm Hùng Nguyễn. Thì liều lượng là các bạn sẽ phun 20 giọt cho 1 lít nước, và 3-4 ngày mình sẽ phun một lần.
Rồi cách thứ nhất, Hồng Nguyễn này bên mình đang bán ra là 20.000 một chai như thế này. Đó là một cách. Còn nếu như các bạn không có xài chế phẩm Hồng Nguyễn thì các bạn có thể là xài Dithan M45 cộng với lại phi cặc ben, thì cái này là 35.000 một chai. Dithan M45 là 65.000 một gói. Đây là cây con, cho nên là liều lượng các bạn chỉ cần pha loãng. Cái này là 1cc, cái này là 1g, 1cc, 1g. Hai cái này cộng lại pha cho 1 lít nước, các bạn sẽ phun cho nó liều đầu tiên. Rồi sau đó cứ nửa tháng các bạn phun một lần để ngừa nấm. Ngoài ra trong quá trình xịt Hồng Nguyễn với lại thuốc ngừa nấm đó, thì mình sẽ thực hiện chế độ phân thuốc. Phân thuốc này thì khoảng 4-5 ngày mình phun một lần. Rốt này các bạn pha 1cc cho 1 lít nước. B1 này các bạn cũng pha 1cc cho 1 lít nước. Và Autonip mình cũng pha 1cc cho 1 lít nước. Mình cộng 3 hỗn hợp này lại, 1cc, 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 cộng 3 hỗn hợp này lại pha cho 1 lít nước. Và mình sẽ phun cho hồ điệp của mình. Và từ 3 đến 4 ngày các bạn sẽ phun một lần. Rút này thì 8cc, 6.000 một lọ. Đây là B1 của Thái, 100c, 35.000 một chai. Và đây là Atonit, 10.000 một gói. Thì Quang Lan Quang Minh vừa chia sẻ với các bạn về cách trồng hồ điệp và chế độ chăm sóc trồng cây con hồ điệp. Quang Lan Quang Minh xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin cảm ơn các bạn.